Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Toku VN Media Team. Sau một thời gian vắng bóng thì nay mình đã quay trở lại để tiếp tục cùng với các bạn tìm hiểu về các sản phẩm đồ chơi của Kamen Rider. Và sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay chính là vật phẩm của hai Rider đến từ phe thứ 3 trong series Kamen Rider Zero One. Đó chính là DX Metsubo Jinrai Force Racer và DX Attack Arrow. Trước khi đến với sản phẩm chính thì mình xin giới thiệu một chút về phe thứ 3 này nhé. Metsubo Jinrai.net là một nhóm phản diện đối lập với ENS và Hidden Intelligence được cầm đầu bởi Horobi và Jin. Chúng đã hack các Human Gear trở thành Magia, phục vụ cho tham vọng phục hưng lại ác, là vũ khí đưa con người đến sự diệt vong. Bên cạnh đó, Horobi và Jin cũng là các Human Gear Henshin thành Kamen Rider bằng thiết bị hoàn toàn mới, Metsubo Jinrai Force Racer. Trước mắt chúng ta chính là Metsubo Jinrai Force Racer. Màu sắc chủ đạo là đen, cùng các chi tiết màu bạc và vàng làm cho chiếc thắt lưng thêm phần nổi bật hơn. Khác với Zero One Driver và Short Racer, Ford Racer được làm khá nhỏ gọn, trọng lượng cũng có phần nhẹ hơn. Tương tự như phần mặt bèo của Short Racer, mặt sau Ford Racer cũng có chỗ để luồn dây vào. Công tắc khởi động cũng được đặt ở phía sau, khi mở lên chúng ta sẽ nghe được tên của sản phẩm. Đi kèm với Ford Racer là Sting Scorpion Pro Reiki, chứa dữ liệu của loài bọ cạp, cho phép người dùng sử dụng những đòn tấn công độc tố giống như bọ cạp vậy. Phần âm thanh của Pro Reiki này cũng tương tự như các Pro Reiki trước đó. Để biến thân thành Kamen Rider Horobi, chúng ta nhấn nút kích hoạt Pro Reiki. Sau đó gắn vào Ford Racer. Lúc này Racer sẽ cho ra nhạc chờ mang âm hưởng nặng nề, nghiêm trọng, giống như một cỗ máy hạng nặng chuẩn bị vận hành vậy. Cuối cùng, chúng ta kéo cần là hoàn tất. Bên cạnh Sting Scorpion Pro Reiki, Ford Racer cũng có thể chơi chung với Flying Falcon Pro Reiki để cho ra âm Henshin của Kamen Rider Jin. Ngoài ra, những Pro Reiki trước đây cũng có thể chơi chung với Ford Racer. Nhưng có một điểm khá là lạ là tất cả các Pro Reiki khi chơi cùng với Ford Racer đều có âm trích dẫn. Nhưng Sting Scorpion và Flying Falcon thì lại không có. Phải chăng vì hai Pro Reiki này được sử dụng để Henshin thành hai Rider mới nên không có trích dẫn chăng? Tổng thể Ford Racer làm cho mình có cảm giác đây là một chiếc máy cơ khí đã bị niêm phong bằng dây đai màu bạc. Khi kéo cần, phần dây đai sẽ bung ra để mở phần chi tiết máy ở phía trên. Giống như việc mặc cho cỗ máy đã bị niêm phong, người dùng vẫn cố gắng phá bỏ niêm phong đó để kích hoạt. Thực tế thì chức năng của Racer này cũng tương tự như vậy. Không giống như Zero One Driver và Short Racer, Ford Racer không cần lệnh Authorize và vẫn mở Pro Reiki ra để kích hoạt. Đây có thể xem là một hành động cưỡng chế kích hoạt đúng với cái tên Force Racer. Với Force Racer, chúng ta có hai chiêu tất sát được kích hoạt bằng cách đóng cần rồi gạt ra lại. Chiêu thứ nhất khi đóng gạt cần lần đầu tiên là Dystopia. Theo như nhóm tìm hiểu, Dystopia là từ ghép giữa Destroy và Utopia, dùng để ám chỉ vùng đất bị ảnh hưởng tiêu cực hóa đi. Điều này giống với mục đích của Metsubo Jinrai.net, hủy diệt sự sống của con người, Human Gear lên ngôi. Tuy nhiên có một điều mình thắc mắc, đó chính là chiêu thứ hai. Sau khi đóng gạt cần lần nữa, sẽ cho ra chiêu Utopia. Utopia là từ dùng để chỉ vùng đất phồn thịnh, hay còn gọi là miền đất hứa, trái ngược hoàn toàn với Dystopia. Phải chăng đây là ẩn ý cho việc sau này Horobi và Jin sẽ về phe chính diện, vì một thế giới con người và Human Gear cùng phát triển không nhỉ? Tiếp theo chúng ta sẽ đến với DX Attack Arrow. Đây là món vũ khí do ENS phát triển, nhưng chưa kịp sử dụng thì đã bị Horobi cướp mất. Màu sắc chủ đạo là đen và tím ở phần viền. Ở dạng case cũng tương tự như Attack Caliber và Attack Shotgun trước đây. Mở công tắc chúng ta sẽ nghe được tên của sản phẩm. Bóp cò sẽ cho ra thông tin trích dẫn của sản phẩm. Bên hông có một lỗ để gắn Pro Reiki vào.
Để chuyển sang dạng cung, chúng ta chỉ cần mở hai cánh cung ra là hoàn tất. Ở dạng này chúng ta có hai âm thanh tấn công, đó là chém khi bóp cò và âm bắn tên khi kéo nút ở phía trên. Để chơi chiêu, chúng ta gập phần cánh cung phía trên rồi mở ra. Bóp cò sẽ cho ra chiêu. Hoặc là chúng ta kéo nút để cho ra chiêu. Ngoài ra khi gắn Pro Raiki vào, và gập mở cánh cung, khi bóp cò chúng ta sẽ có chiêu. Còn khi kéo nút, vậy là chúng ta có tổng cộng 4 chiêu tất sát ở sản phẩm lần này. Tổng kết lại 3 món vũ khí attack chúng ta đã có thể thấy mỗi món mang tông màu của Raider đại diện cho mỗi phe. Như Attack Caliber có màu vàng neon, tương ứng với Zero One đại diện cho Hidden Intelligence. Attack Shotgun với màu xanh dương, tương ứng với Vulcan của Ames. Attack Arrow với màu tím, ứng với Horobi của Metsubo Jinrai.net. Dù mới ở giai đoạn đầu tiên, nhưng chúng ta đã có tới 3 thiết bị biến thân với 5 Kamen Rider. Tuy ẩn chứa nhiều giá trị nhưng Ford Racer vẫn có một số điểm hạn chế so với hai thiết bị biến thân trước. Khi chúng ta đóng gạt cần, phần mặt của Pro Raiki sẽ không đóng hoặc là mở ra hoàn toàn. Ngoài ra phần LED trên Racer cũng không làm nổi bật phần biểu tượng trên Pro Raiki như Zero One Driver và Short Racer trước đây. Khá là đáng tiếc cho phần này. Nhưng không thể phủ nhận những giá trị ý nghĩa và thú vị trong thiết kế lẫn cách chơi khiến cho Metsubo Jinrai Ford Racer trở thành món đồ chơi được rất nhiều bạn trẻ quan tâm. Còn về Attack Arrow, vũ khí có dạng cung được dùng vừa để bắn xa vừa cận chiến có lẽ đã không còn quá xa lạ gì với fan của Kamen Rider khi trước đó chúng ta đã có Sonic Arrow trong Kamen Rider Game, Kaizoku Hasha của Kamen Rider Build. Nhưng phải công nhận một điều là cách chơi đa dạng cùng âm thanh bắt tai chính là yếu tố làm cho fan của Kamen Rider, đặc biệt là fan của Horobi, nóng lòng muốn sở hữu sản phẩm này. Cũng giống như hai món vũ khí trước, thiết kế chuyển từ vũ khí sang vali sẽ giúp cho các bạn dễ dàng cất giữ sản phẩm một cách gọn gàng hơn. Vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu xong sản phẩm của ngày hôm nay, DX Metsubo Jinrai Ford Racer và DX Attack Arrow. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo. Lao lao tụi bắn á. Tao có kiếm nha mày. Em có kỳ thao dần nha anh.